nhanh quá, nó nốt bây giờ. Chị ơi, cái đó hay quá, cho em coi nha. Xuống. Nhung. Tâm Anh. Thôi trễ rồi, giờ mình về nha. Chị cho em chơi thử lần đi chị. Thôi đi, chơi cái này tốn tiền lắm. Đi mà chị, một lần thôi mà. Đi nha. Vậy thì một lần thôi nha. Dạ. Hai thẻ. Cỡ. Đúng rồi, con dịch đó. Một bạn. Trời ơi. Không, xin lần. Vậy thôi mình về nha. Khoan đã chị ơi, con gấu đó dễ thương quá à. Chị cho em chơi thêm lần nữa chị. Thôi, mấy cái này chơi nhiều tốn tiền lắm, với lại may mắn mới gấp được mà. Thôi về đi em. Không, nhưng em muốn gấp con đó một lần thôi chị. Chị đã nói là không được mà. Đi về. Lần nữa thôi. Chị ơi, hay là chị về trước đi, để em đứng đây em coi ha. Tâm Anh, ngày mai em có tiết mỹ thuật hả? Không. Vậy là phải mua đất sét rồi. Mua đất sét chắc 50.000 là đủ rồi đúng không? Dạ, để đi qua đi. Nhưng mà chưa ăn xong mà. Làm gì gấp dữ vậy ta? Lên kia nè. Được chưa? Mua đất sét lại nhỏ hơn một chút cũng được mà. Chỉ cần chết một lần nữa thôi, chắc chắn mình sẽ gấp được con gấu bông đó. Bé gấu ơi, chờ chị nha. Trời ơi. Ủa, bạn tới nữa hả? Sao giống đất sét đây? Mình làm cái gì vậy?
mày đừng có nói là mày không có tiền nên giờ tự chế ra rất xác nha. Đánh đầm mày chưa? Chết mày chưa con? Cho mày chết luôn. Nè, sao em chọc Tâm Anh hoài vậy? Em đâu có chọc đâu. Nó không có tiền mua đất xác nên giờ phải giờ vợ nắng nắng gì thấy gớm. Không có tiền thì thôi, đi học làm gì? Nó nói vậy là sao? Em giấu gì sau lưng đó? Đất xác đâu rồi? Hồi nãy chị cho tiền em mua rồi mà. Trên đường đi mua về em nằm rớt đất sét trên đường, tìm hoài không thấy nên giờ ngồi nắng nắng cho ra. Có thiệt không? Em nói thiệt mà, em nói dối chị chi? Mặt em hiện lên hai chữ nói xạo kìa. Trả lời chị thiệt đi, tiền chị cho mua đất sét đâu rồi? Chuyện đó. Cái gì? 50.000 với mình có phải ít đâu. Sao em lại làm vậy? Em xin lỗi. Nhưng mà chị ơi, chị cho em chơi thêm một lần nữa thôi. Em sẽ gấp được mà, em đã học một cách chơi rồi đó. Em vẫn chưa biết sai nữa hả Tâm Anh? Chị cho em thêm 10.000 nữa thôi mà. Cho thêm 10.000 nữa thôi, em sẽ gấp được mà. Em tỉnh lại đi Tâm Anh. Em mà cứ như vậy hoài á là mình trắng tay thiệt đó. Chị không ngờ em đã làm vậy luôn á. Đừng có gọi chị là chị nữa. Thôi mà chị, đừng vậy nữa mà, em biết lỗi rồi. Em hứa, em không chơi nữa đâu, em hứa. Thiệt không? Thiệt mà, em nói xạo chị chi? Móc méo đi chị mới tin. Hứa đó nha. Xin hứa. Tâm Anh ơi, Tâm Anh. Ôi mẹ ơi, em bị gì vậy? Em dậy lâu chưa? Mắt em sao thâm quầng hết vậy? Bộ tối qua không ngủ được hả? Em sao vậy? Em có bị gì không đó? Tâm Anh, em lạ lắm nha. Chị đừng có nhìn em nữa rồi. Bà ơi. Gì? Thưa bà, con mới làm về. Tao đang ngủ mà mày đánh thức tao. Phanh phần cái vụ lòng của trời.
Ủa, tới phiên bại rồi hả? Vậy đưa mình chơi cho, mình có kinh nghiệm lắm đó. Hết tiền rồi mà bày đặt bom chen, mình còn có kinh nghiệm nhiều hơn bạn nữa. Xin ra. Nè, làm gì mà xua đuổi người ta dữ vậy? Chỉ cần có tiền là được chứ gì? Được thôi, đợi đó mình sẽ quay lại cho coi. Hồi nãy em đi đâu vậy? Chị ơi, chị cho em 10.000 đi. À không, 20 vuông đi chị. Em mua dụng cụ học tập á. Mua dụng cụ học tập hả? Có chắc là em mua dụng cụ học tập không đó? Chắc mà, chị cho em đi. Thôi, đi mua chung với chị. Chị không có tin em được đâu. Không, em là... đi một mình. Thôi, chị đưa cho em lẹ lên đi. Thôi, chị không có tin em được đâu. Chị nói nhiều quá à, chị đưa cho em lẹ lên đi. Ôi, em bị cái gì vậy? Chị làm gì hả? Ngồi xuống đó. Làm hết bài tập cho chị. Trong vòng 1 tiếng mà không làm xong á thì đừng có đòi ăn cơm. Học hoài. Sẽ có tiền nè. Bạn có nhiều tiền dữ vậy ta? Mình đã nói mình sẽ quay lại mà. Ngồi lên. Sắp được rồi. Yeah. À, em làm cái gì vậy hả? Em bị điên rồi hả?